Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, hôm nay miền Bắc vẫn tiếp tục rét đậm rét hại diện rộng. Tuy nền nhiệt tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ so với những ngày trước, nhưng cảm giác rét buốt vẫn còn. Nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 độ. Từ ngày 30 tháng 1 trở đi, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh, lên ngưỡng 20 độ C vào ban ngày, rét đậm rét hại diện rộng sẽ chấm dứt. Tại Trung Bộ, xu hướng nhiệt độ những ngày tới là sẽ có nắng, nhiệt tăng cao kéo dài khoảng hơn 1 tuần. Đây sẽ là khoảng thời gian phù hợp cho các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán như dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa, thả giống thủy sản, mua sắm đón Tết. Hiện tại mức nhiệt Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 12 đến 20 độ C, trời rét đậm, còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20 đến 30 độ C, trời ấm hơn ở phía Nam. Tuy nhiên thời gian tới, thời tiết vẫn có nhiều biến động bất thường với những đợt rét đậm rét hại. Vì vậy để đảm bảo sức khỏe, phòng tránh các bệnh vào mùa đông, các gia đình cần thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, giữ ấm, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tránh lạnh đột ngột, phòng ngủ phải bảo đảm kín, tránh gió lùa. Còn đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, ổn định với hình thái ngày nắng, trong đó Nam Bộ ngày có nơi nắng nóng, đêm không mưa, Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi. Biên độ nhiệt ngày đêm ở khu vực khá cách biệt nên sáng sớm và đêm cảm giác se lạnh. Chuyển sang một số thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, vừa qua một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter ở miền nam Guatemala đã khiến nhiều tuyến đường bị lở đất, gây ra một số thiệt hại về người và của. Trong khi đó, tại Argentina, đang báo động đỏ khẩn cấp vì nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ, có nơi trên 15 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao từ 5 đến 8 độ, có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao từ 7 đến 10 độ, có nơi dưới 4 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi từ 6 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 12 độ, có nơi dưới 5 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 11 đến 13 độ, phía Nam 13 đến 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 15 đến 18 độ, phía Nam 18 đến 21 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 20 đến 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 5, phía Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9. Biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc đang ấm dần, dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, rét đậm rét hại diện rộng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nền nhiệt ban đêm và ban ngày liên tục tăng. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 30 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Cơ quan khí tượng dự báo, tuần trước Tết từ 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 19 đến ngày 26 tháng Chạp, nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, chưa có khả năng rét đậm rét hại. Tuần gần và trong Tết từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 2 năm 2024, tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhận định khoảng ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 2, tức ngày 24 đến 27 tháng Chạp, sẽ xuất hiện không khí lạnh, tuy nhiên khả năng có cường độ yếu và lệch đông. Với khả năng xu thế chung như vậy, thời tiết dịp Tết tại Bắc Bộ đến Nghệ An nhiều khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng và ở ngưỡng trời rét. Trung Bộ có mưa rải rác tại Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi nhưng mưa không lớn. Các khu vực khác tại Trung Bộ có mưa vài nơi, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng ráo. Năm 2024 được dự báo bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông sẽ nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phòng chống bão sẽ phải thực hiện nhanh hơn, gấp hơn vì bão trên Biển Đông sẽ tác động rất nhanh đến đất liền. Mới đây tại một hội thảo thông tin về dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2024, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiều khả năng hiện tượng El Nino xuất hiện từ giữa năm 2023 và sẽ tiếp tục duy trì đến tháng 4 năm 2024, sau đó suy yếu dần. Khoảng tháng 5 đến tháng 7, El Nino suy yếu chuyển sang pha trung tính. Sau đó, từ giai đoạn cuối năm 2024 sẽ chuyển sang giai đoạn La Nina. La Nina là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển lạnh đi so với bình thường, trái ngược lại với hiện tượng El Nino. Với diễn biến như trên, ông Lâm nhận định trong năm 2024, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung hơn vào nửa cuối mùa bão. Bão, áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông có thể sẽ nhiều hơn. Cùng đó, hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ, Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Về không khí lạnh và rét đậm rét hại, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, sau đợt không khí lạnh mạnh vào cuối tháng 1, thì dự báo khả năng xảy ra rét đậm rét hại trong tháng 2, tháng 3 ít hơn. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh trong tháng 2 có thể gây rét đậm rét hại diện rộng. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân 2022-2023 có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Như chúng tôi đã thông tin ở phần đầu của chương trình, giới chức Guatemala vừa qua cho biết một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại miền nam nước này. Trận động đất gây lở đất trên nhiều tuyến đường và làm 3 người bị thương, trong đó có một trẻ vị thành niên do ngã xe máy. Ngoài ra, trận động đất còn gây thiệt hại nhẹ về tài sản. Trận động đất mạnh 6,0 độ Richter ở miền nam Guatemala xảy ra trong đêm, với tâm chấn cách thị trấn Taxisco 7 km và có độ sâu 108 km. Giới chức Guatemala cho biết người dân cảm nhận được rung lắc tại các khu vực phía nam nước này, cũng như tại thành phố Antigua, Guatemala, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận là di sản thế giới, cách thủ đô Guatemala City 45 km về phía tây nam. Quốc gia Trung Mỹ này nằm ở điểm tiếp giáp của ba mảng kiến tạo thuộc vùng có nguy cơ cao xảy ra động đất. Thưa quý vị, hiện nay nhiều nước trên thế giới đang trải qua đợt nắng nóng bất thường, trong đó có Argentina đang nâng mức báo động đỏ tại 5 tỉnh của quốc gia này do nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 40 độ C. Vừa qua, cơ quan khí tượng quốc gia Argentina SMN đã nâng mức báo động đỏ tại 5 tỉnh Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa và Chubut do nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 40 độ C. SMN cũng nâng mức độ cảnh báo da cam tại nhiều tỉnh miền Bắc và Trung. Từ nhiều ngày nay, một đợt nắng nóng gay gắt đã xuất hiện tại nhiều nơi tại quốc gia Nam Mỹ, làm ảnh hưởng đáng kể tới sinh hoạt của người dân. Các cơ quan chức năng cảnh báo, nắng nóng có thể làm ảnh hưởng tới những người trong nhóm có nguy cơ cao, như người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính và trẻ em. Giới chức y tế khuyến cáo người dân không nên ra đường lúc trời nắng, đặc biệt từ 10 đến 16 giờ hàng ngày, và uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, sử dụng mũ, kính và thoa kem chống nắng khi ra đường. Tại các vùng có nhiều rừng, nhà chức trách cũng kêu gọi tăng cường giám sát để ngăn ngừa khả năng cháy rừng. Mùa hè ở Nam Bán Cầu bắt đầu từ tháng 12 tới tháng 3. Tác động của hiện tượng La Nina là nguyên nhân gây sóng nhiệt Argentina. Kể từ năm 2019, phần lớn Argentina và các nước láng giềng đã phải quay cuồng trong các đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục, với lượng mưa ghi nhận năm 2023 chưa bằng một nửa lượng mưa trung bình, thấp nhất trong vòng một thế kỷ. Các chuyên gia dự báo tình trạng hạn hán có thể được cải thiện tại Argentina trong năm nay.
Đến đây, bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai của báo điện tử VTC News hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Kính chúc quý vị có ngày đầu tuần làm việc vui vẻ và an lành.